Quang ngay Duy Minh xin kính chào quý chú chị đã trả lời video tiếp theo của Duy Minh. Hiện tại ở Duy Minh đang có mặt ở tại hoa viên nghĩa trang Bình Dương, cũng là trước cái ngôi mộ của nghệ sĩ Vũ Tú Vũ Linh. Thì buổi sáng giờ thì mình cảm thấy mộ của chú rất là sáng sớm luôn, chưa một bóng người cùng với chú anh chị. Giờ vô đầu tiên thì mình xin thắp một nén hương cho chú, rồi xong rồi mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị để xem ha. Tĩnh lặng luôn quý cô chú anh chị, một cái ngôi mộ đầy những cái hoa, và chỉ có anh hai anh nhân viên của hoa viên Bình Dương thì vô rất là sớm để là dọn là cái bàn để hương của chú, cũng như cái khán giả khi mà có những bà con đến viếng, người ta đem đồ quả trái cây vô chống chảy đó, không phải là sáng thế nhé, chưa có ai hết, rất là chống chảy. Thì nói tới đây nhắc lại thì nói tới nghệ sĩ Vũ Tú thì bà con ai cũng là đều mến mộ chú và rất là thương mến về những cái cuộc đời trước khi mà chú đi vào con đường nghệ thuật thì cũng rất là vất vả luôn quý anh chị. Phải nói là 11 tuổi là chú đã bỏ nhà ra đi tìm đến cái con đường nghệ thuật, thì cho dù cha mẹ đều cấm dặn không cho vào cái con đường nghệ thuật này, thì theo như cái đam mê từ chú kể thì chú lại rất là nhiệt huyết bằng mọi cách là phải thực hiện cái đam mê của mình đó, cho nên là chú mới có cái ngày hôm nay, chứ không phải như là bình thường mà ai muốn làm một cái nghệ sĩ gì là làm nghe quý của chú anh chị, phải có đam mê mới được. Giống như anh em mình thì đi quay YouTube này cũng vậy, phải có đam mê nhiệt huyết nó mới gì là thật. Chúc mẫu của nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, đây là cũng là một cố nghệ sĩ mà Duy Minh có thể nói là rất là thích luôn đó. Cô ngày xưa thì lúc mà còn bé thì mình rất là quý cô Thanh Kim Huệ. Cô có một cái giọng hát phải nói là rất là truyền cảm luôn quý cô chú anh chị. Thì buổi sáng cảm thấy là xung quanh đây là rất là im đềm luôn đó, có sự là hơi lạnh lẽo tiếng nữa của chú anh chị. Thì trước mặt quý của chú anh chị đó là nghệ sĩ nằm cạnh bên mà nghệ sĩ nhân dân đó là cũng là một cái nghệ sĩ ưu tú
cũng có nghệ danh là Tư Còn, còn gọi là tên thật của ông là Nguyễn Văn Còn. Ông là một cái nghệ sĩ là đã truyền những cái tình cảm yêu thương cho là nhân dân mình, giữ đậm chất văn hóa Việt Nam của mình. Này, ông có nghệ danh là Tư Còn, quý cô chú anh chị, thì nằm cạnh cô Thanh Kim Huệ và bên kia là chú Vũ Linh. Thì trước khi mà cô Thanh Kim Huệ là ở đây đặt đây là mộ của là nghệ sĩ ưu tú là Nguyễn Văn Còn đã có trước rồi nghe quý cô chú anh chị. Sau này là mới là đến là mộ của là cô Thanh Kim Huệ. Có thể thấy là một buổi sáng đầu tiên có một vài quý khán giả hâm mộ đến đây, thì buổi sáng nó hơi lạnh lẽo tí với cái chú anh chị. Có những chú đầu tiên đã đến đây thắp một nén hương cho chú. Chú cho con hỏi thăm chú ở đâu đến đây chú? Ở Bình Dương. Bình Dương ha, ở gần đấy ha. Dạ. Hôm nay là có đi công chuyện gì hay là ghé đây hay là mình cố không, tình đi đây thắp hương cho chú? Có dịp lên đây ghé thắp hương cho Vũ Linh đấy ha. Chú Vũ Linh. Vũ Linh. Dạ. Chú có hay nghe mà những cái bài hát trong vở tuồng của chú Vũ Linh không chú? Có chứ. Dạ. Ở không mà cứ mở rồi nghe. Dạ. Chú đi với chú này ha. Thì chú có ấn tượng những cái vở tuồng nào của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà không mà chú coi còn cả cổ không mà chú không coi tuồng. Dạ, cổ không ha. Rồi thôi, chào. Dạ, không dạ. Biết. Cảm ơn chú ha. Ra trăm buồn quá. Dạ. Này chú thắp một nén hương rồi chú đã đi tiếp tục của chú anh chị. Thì có thể nói là buổi sáng ở nơi đây thì rất là trầm lặng, một cái nét dễ đẹp mà thanh bình. Để mình buổi sáng đây thì mình sẽ đi qua đây để chia sẻ về là những nghệ sĩ khác cho quý chú anh chị xem. Thì nằm ở sau lưng, ở trước mặt của là nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ thì còn có là nghệ sĩ nghệ danh Nguyễn Xí, tức là Nguyễn Nam Hùng, nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng quý cô chú anh chị. Ông sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1937, quê quán ở là Kiến Sương, Thái Bình. Và chú ra đi năm ngày 21 tháng 10 năm 2020. Bên đây thì mình thấy có là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang, là rất là nổi tiếng luôn quý cô chú chị. Nói về là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang thì nó gắn liền với là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó là một cái câu chuyện cũng rất là cảm động khi mà lần đầu tiên chú Vũ Linh gặp chú Thanh Sang. Thì là cái người ký hợp đồng đầu tiên để là đưa chú vô là một cái đoàn bầu show đầu tiên, để là nhận 100 đồng để đem về cho cha mẹ mình, thì rất là cảm động. Thì lần đầu tiên chú đem về cho cha mẹ mình thì mẹ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mới ngỡ ngàng la lên, nói mày ăn cướp của ai vậy mà nhiều tiền quá đó. Thì lúc mà trước khi đó thì nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang chở chú Vũ Linh vào nhà và kêu chú về vô trước và đem tiền vô trước, cho nên là mẹ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mới ngỡ ngàng và thì mới nói như vậy. Thì chú mới bước vào thì nói là bây giờ nó là một cái người hát cho một cái bầu show, hình như là mình nhớ là bầu show gì tên
thôi nên mình nhớ không rõ thôi mình bỏ qua nhé bà con. Thì nói như vậy thì mẹ của chú mới liền nói vậy thì anh chú giữ cái phần tiền này đi. Thì chú Thanh Sang mới bảo rằng là không, cái này là đây là tiền của em nó, là kiếm hợp đồng một năm đó, một năm ngày xưa là 100 đồng đó quý cô chú anh chị đó, rất là quý luôn. Đây còn qua đây là mình xin dẫn quý vị qua đây. Đây là một cái cuốn nhạc sĩ rất là nổi tiếng luôn, mình nghĩ rằng bà con sẽ biết người này ganh, có thể là có số bà con ganh hơn mình nữa. Đây là nhạc sĩ Vĩnh Sử quý cô chú anh chị. Đây phải nói là một cái nhạc sĩ tài ba. Lúc bấy giờ thì chú nhạc sĩ Vĩnh Sử khi mà thắp hương á thì mình mới liên tưởng cái lúc ở nhà chú Vũ Linh á, mình mới nhớ lại chú ở đây rồi. Đó, đây là chú ngày xưa, là chú khi mà trước khi chú mất là chú đã làm một cái mộ ở nơi đây. Và lâu lâu á, chiều á, thứ bảy là chú hay cùng những cái người bạn của chú là đến đây đi dạo dòng những cái hoa viên này. Đó. Và đi xong thì chú đảo về cái phần mộ của chú. Và và đây là một cái ngôi mộ mà tự chú thiết kế luôn quý cô chú anh chị. Đây. Tự thiết kế luôn. Rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Thì nói với là nhạc sĩ Vĩnh Sử thì các bạn cũng biết rằng những cái tác phẩm mà rất nổi tiếng của nhạc sĩ đó là những cái tác phẩm như là Nhận Cỏ Cho Em, Không Giờ Rồi, Đêm Lang Thang, Gõ Cửa Trái Tim. Ngoài đó còn những có một số rất là nhiều tác phẩm luôn quý cô chú anh chị. Nhành Cây Trứng Cá, Chiều Nước Lũ, Yêu Người Chung Quách, đó là những cái tác phẩm phải nói là để đời cho những thế hệ trẻ sau này luôn quý cô chú anh chị. Chứ nói phải nói là cảm xúc của mình khi mà đứng trước nghệ sĩ Vĩnh Sử tại cái nơi nghĩa trang này thì có giàu cảm xúc mà không thể nói thốt lên lời. Mình rất là ấn tượng những cái ca khúc của ông. Đây cũng có rất là nhiều nhà thơ. Còn bên trái của quý cô chú anh chị là An Nghỉ, Cha Chúa Quái Kiệt, Tòng Sơn. Đó. Những nghệ danh này rất là nổi luôn quý chú chị. Thì có lẽ là một cái buổi sáng này là một cái video mà đầu tiên mình quay trong cái bối cảnh mà tại ngôi mộ của là chú Vũ Linh, là nó vắng vẻ từ đầu tới giờ, từ lúc mà mình tham gia vào cái tác nghiệp trong cái sự chia sẻ về cái ngôi mộ của chú Vũ Linh. Thì hôm nay là cái ngày là rất là vắng vẻ luôn quý cô chú anh chị, rất là ớn lạnh, mình cảm thấy là ớn lạnh luôn khi mà mình vô rất là sớm không thấy ai hết. Đó, giờ thì cũng có một số bà con đến. Thì video đến đây chắc cũng đã dài, thì Duy Minh xin tạm kết thúc ở đây và sẽ chia sẻ tiếp tục cái video sau nếu mà có những cái nhân vật hay là những cái bà con nào đến để chia sẻ về cái tâm tư của mình đến mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì mình sẽ ghi hình lại và chia sẻ cho quý chú anh chị xem ha. Nếu video thấy hay và có ý nghĩa cho Duy Minh một like, một chia sẻ cũng như là để ủng hộ kênh giúp mình có cái động lực. Nghe quý cô chú anh chị xin chào và hẹn bà con lại một video tiếp theo. Chúc bà con buổi sáng thật vui vẻ, an lành bên người thân của mình ha.